Hiện giờ Tài Hà đang rơi vào tình thế khó khăn chỉ vì một tên phản đồ. Phản đồ? Chuyện là vậy, không dám giấu gì. Dưới tay của Tài Hà có một huynh đệ đã thừa cơ lúc tôi đuổi quân Tần đã phản bội lại tôi. Hắn đã chiếm cứ quyền bái, khiến cho các huynh đệ bây giờ lưu lạc ở khắp nơi. Tôi cố ý tới đây mượn binh của Vũ tướng quân, khẩn xin Vũ tướng quân cho tôi mượn một ít binh mã, tôi sẽ đi thảo phạt. Nghe nói chơi gì vậy chứ? Ta phụ trách quân lệnh, đâu thể tùy ý điều động binh sĩ được chứ. Điều này tôi cũng biết, nhưng mà Lưu Quý này đời này căm ghét nhất chính là hạng người chỉ vì một chút. Nè, đó là chỗ ông có thể ngồi được sao? Chính là tên ung sĩ đó, hắn chỉ vì một chút lợi lộc nhỏ bé mà đã tới nương nhờ Ngụy Dương. Vũ tướng quân, chúng ta là ai kia chứ? Chúng ta là người nước Sở, há lại cúi đầu trước Ngụy Dương? Dù sao tôi cũng không phục. Ông muốn mượn bao nhiêu người? 5.000. 5.000 đủ không? Đủ, vậy đủ rồi. Vũ tướng quân, chỉ cần ngài cho tôi mượn một ít binh mã, Lưu Quý này nhớ ơn suốt đời. Ê, cho mượn binh thì được thôi, nhưng ta có một điều kiện. Cho mượn 5.000, trả lại 8.000. Vũ tướng quân, tôi đâu có nhiều như vậy chứ. Vậy ông có bao nhiêu? 3.000. Cộng với ta cho ông mượn chẳng phải đủ rồi sao? Cũng có nghĩa là 3.000 binh mã của tôi sau khi đánh trận xong toàn bộ quy về dưới trướng của Vũ tướng quân à? Được, được, quyết định như vậy đi. Tạ tướng quân. Khoan đã, cho mượn 3.000 binh mã. 3.000? Được. 2.000? Được. Vậy 800 thì sao? Hả? Vũ tướng quân, bất kể ngài cho tôi mượn bao nhiêu người, chỉ cần trả được mối thù đều được hết. Vậy nếu như ta không cho ông mượn một tên lính nào hết, thù này có trả không? Nhất định phải trả. Tôi nhất định phải trả. Tử Phạm huynh, Tử Phạm huynh. Tôi mượn được binh rồi. Bái công, thật sự mượn được binh rồi sao? Không mượn được 5.000. Bao nhiêu? Hạng Vũ cho tôi mượn 800. 800. Bái công, 800 này cộng với số người ngài đang có trong tay, khó có thành tựu. Trận này ngài sẽ không thắng được. Cho dù không thắng tôi cũng phải đánh một trận, buộc phải đánh thôi. Đương nhiên, nếu như Hạng Vũ cho tôi mượn 5.000 binh mã thì dù tôi hù ung sĩ cũng chết. Bây giờ không có, tuy chỉ có 800 nhưng cũng hơn là không có gì. Thêm được dù một tên lính cũng có nghĩa là mạnh thêm được một chút. Cho nên trận này bắt buộc phải đánh, phải đánh cho bằng được. Dạ, dạ. Đi. Bái công. Từ nay về sau, những thuộc hạ của tôi toàn bộ do ngài điều khiển. Công chúa, người tới rồi. Tham kiến công chúa. Đứng lên đi. Tại hạ chính là thị vệ của Trương tướng quân. Trương tướng quân khỏe không? Trương tướng quân vẫn rất khỏe. Có phải người mang thư lụa về không? Không có. Không có? Đó là sợ khiến cho Triệu Cao nghi ngờ, và cũng sợ làm công chúa thêm nguy hiểm. Vậy chắc là tướng quân có gửi lời gì về chứ? Trương tướng quân kêu tôi nói với người, ngài hiện tại vẫn khỏe, tất cả bình an.
hiện tại vẫn khỏe, tất cả bình an. Thật không? Công chúa à, tại hạ đã nói dối. Hiện tại tình hình của Trương tướng quân rất là nguy hiểm, tình trạng của Trương tướng quân đang rất xấu. Ngày ấy bị sao? Trương tướng quân khắp người đều có vết dao, một vết tên bắn và một vết lở, ở trong lòng lại càng đau đớn hơn nhiều. Bây giờ trong trại tứ phía đều là tay mắt của Triệu Cao, trận này nếu đánh thắng bọn họ sẽ tới quấy rối, còn bại trận bọn họ sẽ càng tới đi chi phối. Bây giờ tội danh của Trương tướng quân đã bị thiêu dời thành mấy chục tội rồi, sợ rằng... Sợ điều gì? Sợ cho dù Trương tướng quân có đánh thắng trận này đi nữa, có dẹp bằng được thiên hạ thì cũng không thể còn sống sót đi trở về. Công chúa, bây giờ tính mạng của Trương tướng quân đang nằm trong tay của tên Triệu Cao đó, xin công chúa nhất định hãy cứu Trương tướng quân. Xin công chúa hãy cứu lấy tướng quân, khẩn xin người. Công chúa, công chúa, công chúa, công chúa, công chúa, công chúa là do tâm quả bốc cao. Đã xảy ra chuyện lớn gì vậy? Chú Qua, các người lui ra ngoài hết đi. Dạ. Công chúa, ta thấy người lớn lên từ nhỏ, một thân thể ốm mo gầy mòn như vậy, e rằng chắc người đã gặp phải đại nạn gì rồi. Nếu không phải lần này ngã quỵ, e rằng ta sẽ không gặp được ngài. Nhưng mà bởi vì Chương Hàm tướng quân, Thần Hy từ nhỏ lớn lên trong ám sát thuốc, phụ hoàng không tâm, mẫu thân không hỏi, chỉ có ngài luôn luôn cận kề chăm sóc để ta vượt qua những nỗi đau. Trong thâm tâm của ta, từ xưa nay tôi luôn coi ngài như phụ thân của mình. Ngày nay Thần Hy gặp chuyện khó khăn khôn cùng, nếu ngài không giúp là đã uổng công trị bệnh cho ta 20 năm nay. Công chúa, những năm nay ngoài việc hầu hạ công chúa, khám bệnh hoàng thượng, Trương Lâm không hỏi chính sự, cũng chưa từng cùng Triệu Cao có mối quan hệ gì. Nhưng mà những chuyện trong triều thì đều biết rất rõ mồn một. Vậy ngài nghĩ Trương tướng quân có bình an trở về hay không? Trương tướng quân nếu là bại trận, không phải chiến tử xa trường, mà chỉ bị hỏi tội lưu đày. Nhưng nếu chiến thắng thì sao? Thu lại lãnh thổ Tần đại thắng thì sao? Nếu thắng, vậy thì càng tệ hơn. Tại sao vậy chứ? Triệu Cao vừa một tay che trời, lòng dạ vừa gian ác, cho dù những thần tử có một chút công lao cũng đều bị sát hại mà chết. Thậm chí vị văn võ nào nếu mặc áo bào hoa lệ lộng lẫy một chút thì chắc chắn đều bị phân thây lăn trì. Càng huống chi Trương tướng quân thu phục Giang Sơn, công lao to lớn, thì e rằng Trương tướng quân nếu thắng càng nhiều sẽ càng nguy hiểm tới tính mạng đó. Vậy ta phải cứu Trương tướng quân, có cách nào hay không vậy? Bất kể thế nào, Thần Hy cũng quyết định phải cứu Trương tướng quân mới được. Xem ra giờ chỉ có một cách duy nhất, đó chính là lật đổ Triệu Cao. Hả? Công chúa, đừng có nói lung tung, đừng nói lung tung mà. Trong lòng Thần Hy hiểu rõ, ta phải cứu Chương Hạp, dù 89 phần là thất bại và chết. Nhưng nếu không cứu Quỳnh ấy, Quỳnh ấy chết, Thần Hy cũng không thể sống nổi. Vì lòng tin chúng ta sẽ có thể được sống chung bên nhau, cho dù Triệu Cao hiểm ác cách mấy,
ta cũng bằng lòng sống chết một lần. Công chúa, tại hạ chưa từng nghĩ rằng lại có một ngày nào đó công chúa lại kiên cường tới mức như vậy. Trương Ngự Y, xin ngài hãy giúp thần y đi mà. Công chúa bình tâm chờ đợi, tịnh thân an dưỡng, chờ ta mấy ngày nay ra vô hậu cung thêm vài lần, cùng văn võ đại thần và các thái giám ngấm ngầm thăm dò thêm tin tức, sau đó sẽ cùng bàn bạc với người. Vậy tính mạng của thần y và Chương Hàm chỉ dựa vào thùng thuốc nhỏ bé này của ngài. Báo! Báo! Bái công, binh mã đã tập hợp xong, chuẩn bị xuất phát. Các huynh đệ, phải gắng sức trận này. Đi! Dạ! Đi, mau lên. Bái công, Trung Ly muội dẫn 5.000 binh mã quân Hạng gia theo sự điều khiển của ngài. Bái kiến bái công. Bái kiến bái công. Bái công, đi trả thù đi, nhưng đừng quên giao ước với chúng ta. Hạng tướng quân, ngài yên tâm, 5.000 binh mã này tôi sẽ đem về trả cho ngài không thiếu một người. Đa tạ tướng quân. Đa tạ tướng quân. Chờ. Có chuyện gì vậy? Sao nhiều người vậy? Sao mà nhiều người quá? Ở đâu ra? Nguyên Nhi, đại ca, Lưu Quý thật sự mượn binh được rồi, là binh mã của Hạng gia. Đừng sợ, chúng ta giữ chặt thành trì, họ sẽ không xông vô được. Người mau đi kêu Ngụy Dương để phái thêm người tới, càng nhiều càng tốt. Mau lên. Dạ. Chuẩn bị. Đại ca, làm gì còn có binh mã của Ngụy Dương? Họ chỉ vừa mới nghe nói quân của Hạng gia tới thì đã chạy ra cửa đông rồi. Chạy rồi hả? Dạ. Người ở đây canh giữ, ta đi coi thử. Đại ca. Phản tặc, sao lại là ngươi? Ta đã ngược đãi ngươi sao? Chúa cùng đối với ông ta sao hả? Phản tặc, muốn giết thì giết đi. Bỏ lên. Ung sĩ à,
Lần này thì ngươi còn điều gì để nói không? Ung sĩ, tại sao ngươi phản bội lại ta chứ? Chẳng qua vì tôi muốn được nghe mọi người tôn một tiếng chúa công thôi. Cái gì? Tôi chỉ vì muốn được nghe mọi người tôn một tiếng chúa công. Được. Chu ngươi ngoại nguyện, chu ngươi ngoại nguyện nè. Chúa công đại nhân tôn kính, xin nhận của Lưu Quý một lại. Ngươi đã hài lòng chưa? Hãy coi ngày mai ta sẽ xử ngươi như thế nào. Đi. Ở bên kia, bên kia. Cha, quý nhi đã tới trễ rồi. Quý nhi, đứng lên đi. Nhất chạy cho các người rồi, nhất chạy cho các người rồi. Là may mắn lắm rồi. Ta còn tưởng là sẽ không gặp được con nữa. Con vẫn ổn, đi đi, nè. Ngồi đi, ngồi đi. Kêu cha, ngồi đi. Cha. Lạc Nhi. Lưu Quý. Hả? Lại đây, tiểu huynh đệ này là Thẩm Thực Kỳ. Lần này cũng nhờ cậu ấy. Nếu không thì chúng ta sẽ không được gặp nhau đâu. Ê, này, 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 đứng lên, đứng lên. Tiểu huynh đệ, sau đây những chuyện trong nhà cậu trông coi giùm một chút. Cha, lại đây. Cha. Cha, bây giờ thì quyển bái này đã là của chúng ta rồi. Cho nên mọi người có thể an tâm nghỉ ngơi. Hả, chú Bồ? Chú Công, sau này nếu có chuyện gì thì cứ căn dặn để ý được rồi ha. Dạ. Cha, hiện tại bây giờ con vẫn còn có chút chuyện, con đi một chút rồi sẽ quay về liền. Mau, vậy con đi đi. Đi mau đi con. Vậy con đi trước đây. Đi đi con. Tam lão tới cầu xin, nói người ở quyện bái đều vô cùng lo sợ. Xin bái công đừng ra tay giết chết bọn họ. Nhưng chính bọn họ đã phản lại ta. Tôi hiểu rồi. Bái công, nếu như có người lùa một đàn dê vô trong đồng ruộng rồi mời ngài coi thử đàn dê đó sẽ như thế nào. Đương nhiên là chúng sẽ bắt đầu gặm lúa. Nhưng đây có phải là lỗi lầm của chúng ta không? Những người dân ở huyện bái này chỉ là những người dân bình thường chân chất, và nguyện vọng lớn nhất của họ chính là được tiếp tục cuộc sống này. Tất cả những gì họ làm lúc trước đây chẳng qua là vì bị ung sĩ lợi dụng, bị ung sĩ ép bức, bị ung sĩ sai khiến. Không sai, bản thân của họ hoặc là cũng sẽ có không nhược điểm này thì nhược điểm khác. Nhưng mà chỉ cần ngài có được sự ủng hộ của họ thì những lúc ngài gặp khó khăn, chắc chắn họ sẽ hết lòng giúp ngài vượt qua cửa ải này. Hơn nữa, dù sao thì cũng là đồng hương. Vậy ý của Tử Phòng huynh là sao? Bớt giết, cân nhắc, xử phạt cung sĩ, giết một dọa mười, đủ rồi. Bái công, hãy nghĩ kỹ lại đi.
mà nè, phủ công chúa Thần Hy, ta luôn cảm thấy kỳ lạ. Sau này nhất định phải canh giữ nghiêm ngặt, dòm ngó trong ngoài. Nô tài đã biết rồi. Đứng lại. Đại nhân, trong rương nó đựng cái gì? Đưa thuốc cho công chúa. Mở ra ta coi. Thuốc dùng cho công chúa, làm giảm viêm nóng, bổ dưỡng tinh khí. Một vị được làm từ ngưu hoàng, một vị làm từ băng phiến. Người đâu? Đại nhân. Canh giữ cẩn thận, ta đi bẩm báo đại nhân. Dạ. Thừa tướng, đừng trách tại hạ nói nhiều. Có một chuyện tại hạ không hiểu và cũng không đoán ra được. Nói đi. Những thứ dùng để xách nước, đựng nước, pha nước, để ngâm qua hay giả thuốc thì đều được làm bằng vàng. Cái chậu để rửa chân cho ngài lại được làm bằng bạc. Bởi vì dơ. Dơ? Cái gì dơ chứ? Ngươi nghĩ đi. Để đựng nước, đựng thuốc và dùng để giả qua đều sạch sẽ. Duy nhất chỉ có đồ dùng ngâm chân của ta là để ngâm thứ dơ bẩn, không cần làm bằng vàng. Ý của thừa tướng là người là dơ sao? Người đương nhiên là dơ nhất. Người coi trên người những thứ như tóc, môi, miệng, da mặt, móng tay. Ai vô mấy cái này đó. Thừa tướng, đều là những thứ dơ bẩn nhất. Báo, khai bấm thừa tướng, Trương Lâm đang ở trước phủ công chúa, nói là phải vô khám bệnh cho công chúa, xin hỏi có cho vô không? Trương Lâm hả? Thừa tướng, đó chính là người đã phối 10 thang thuốc để cho người ngâm chân. Đã kiểm tra kỹ lưỡng chưa? Hai thang đang thảo dược hoàng, hai miếng bông băng đều rất sạch sẽ. Vậy thì cho ông ta vô đi, cách đó 3 thước cho người giám sát. Dạ. Ê khoan đã, nếu như Trương Lâm khám bệnh cho công chúa xong rồi thì ông ta hãy tới đây để khám bệnh cho ta thử coi, đừng quên đó. Tuân lệnh. Triệu thừa tướng có lệnh, sau khi ngài khám bệnh công chúa xong, ngày nào mời Trương Ngự Y tới phủ thừa tướng khám bệnh cho người. Dạng tạ Triệu thừa tướng hậu ái, Trương Lâm sẽ luôn ghi nhớ. Trương Ngự Y, công chúa đã chờ ngài từ rất lâu rồi. Mời, ngài nhanh lên. Công chúa bị nóng trong người, khí huyết không thông, làm cho gan nóng, nhịp mạch không đều. Thuốc này được làm từ băng phiến, giúp cho đỡ khát. Xin công chúa ngậm ở dưới lưỡi. Trương Ngự Y, thời gian khám bệnh của ngài không được vượt hơn một khắc. Công chúa đừng vội, vẫn còn một viên. Sao lại nhiều quá vậy? Viên này sau khi uống xong rồi, một chút sẽ ra mồ hôi đầm đìa. Mồ hôi? Bây giờ đang là trong tiết tháng 2. Đúng là tháng 2 nên mới giúp cho ra nhiều mồ hôi. Sau khi ra hết rồi thì sẽ thấy lòng dịu lại, trong ngoài được thông suốt. Công chúa uống thuốc xong mồ hôi đầm đìa, các ngươi đứng đó làm gì? Không mau lo chuẩn bị nước nóng. Ngân Hoa, mau vô chuẩn bị cánh hoa cho công chúa. Còn hai người mau vô trong lo chuẩn bị cho công chúa ít khăn bông đi. Mau lên. Mau. Dạ. Dạ. Ngài Ngự Y đáng kính, ngài hãy nói mau dùm. Bây giờ đại thần trong triều, không là đồng đảng Triệu Cao, cũng là con rối của hắn, đều không dùng được. Vậy thì phải làm sao đây? Thực sự nếu muốn lật đổ Triệu Cao, nhất định cần phải ra tay từ người ở ngay bên cạnh hắn. Ta thấy người mà chúng ta có thể lợi dụng chính là thân cận của Triệu Cao, Sùng Tính.
Sùng tính. Từ nay về sau, ta và công chúa sẽ dùng mật ngữ để gọi tên hai người. Gọi Triệu Cao là Ngưu Hoàng, gọi Sùng Tính là Băng Phiến. Ngự y, ngài nói mau một chút đi. Nếu ở lâu quá thì Ngưu Hoàng chắc chắn sẽ nghi ngờ. Vậy Ngưu Hoàng và Băng Phiến, hai vị thuốc này phải dùng như thế nào đây? Khải bẩm công chúa, cũng chính là Ngưu Hoàng và Băng Phiến đều là dị thuốc, nên mới tương sinh tương khắc, mới có hiệu quả được. À, vậy thì cụ thể nên dùng thế nào? Công chúa, tác dụng của Băng Phiến rất mạnh, có thể thay thế Ngưu Hoàng. Đơn thuốc khi về ta sẽ kê cho chút qua. Công chúa, đơn thuốc này đây, xin công chúa cân nhắc một chút. Thần Hy đã chán bộ dạng ốm đau lừ đừ mệt mỏi của mình lắm rồi. Nếu có thể trị đứt được thì dù là một hũ rượu độc, Thần Hy cũng không hề nhăn nhó mà uống một hơi. Ngươi coi, hãy coi bàn chân của ta không có một vết chai nào, giống như là thanh xà vậy. Bàn chân mềm mại đầy đặn, bước đi thật nhẹ nhàng êm ái. Thưa tướng, điều này chứng tỏ người rất có phước. Coi nè, chân của người so với bàn tay của cô nương còn mềm mại nõn nà hơn, còn thơm ngào ngạt nữa. Cái gì? Thơm thiệt đó. Người nói gì vậy chứ? Tay của cô nương. Nè nè nè, người lại nói bậy rồi. Mạnh lên. Dạ. Bái kiến thừa tướng. Minh Qua, hiện Thần Hy thế nào rồi? Trương Lâm cũng đã thế nào rồi? Khởi bẩm thừa tướng, vị Trương ngự y chỉ khám bệnh cho công chúa mà thôi, chứ không hề nói thêm bất kỳ điều gì khác. Ồ. Ê, sao ngươi nói chuyện với ta ấp a ấp úng vậy? Hai người nói qua nói lại chỉ toàn nói về thuốc Ngưu Hoàng và Băng Phiến, nhưng mà thấy thái độ hình như không hề có liên quan gì đối với bệnh tình của công chúa. Ta đã nói từ lâu rồi, Thần Hy con người này bắt buộc phải chú ý. Ta đã từng nói con người này lòng dạ rất khó lường. Có điều vì thấy cô ta chân yếu tay mềm, còn bệnh tật đau ốm triền miên, cũng sẽ không làm được chuyện gì lớn. Thừa tướng nói rất đúng, Thần Hy công chúa xưa nay đều thuộc vào dạng liễu yếu đào tơ, cho nên không gây ra được sóng gió gì. Người hãy yên tâm đi. Trở về lúc nào rảnh rỗi, người hãy đếm thử cho ta. Bây giờ đã có bao nhiêu con thiêu thân vô lửa rồi, chỉ một làn khói không còn. Những người nào muốn đối đầu lại với ta đều có kết cuộc như vậy. Tôi đã theo ung sĩ rồi, tôi chính là người của ông ấy. Sống tôi theo ông ấy, thì khi chết tôi cũng sẽ theo ông ấy. Tôi không muốn làm quả phụ một lần nữa. Hậu lên, hậu lên, hậu lên, đi, hậu lên. Ung sĩ, hậu lên, ung sĩ, hậu lên đi, hậu lên, hậu lên, bước lên, quỳ xuống, quỳ xuống. Ông sĩ, phản tặc ung sĩ đã phạm rất nhiều tội trạng, vong ân bội nghĩa, trong trận Đăng Sơn làm loạn lòng quân. Đây là tội thứ nhất, mê hoặc dân chúng, tranh quyền đoạt lợi. Đây là tội thứ hai, quấy rầy dân làng, áp bức thiên hạ. Đây là tội thứ ba, lòng tham vô đáy, bán chủ cầu dinh. Đây là tội thứ tư, áp bức phụ lão, thủ túc tương tàn. Đây là tội thứ năm, tội không miễn xá, phải bị chém đầu. Nhưng bái công nghĩ tình đã từng là bằng hữu,
nên miễn tội chết, được thả tự do, đuổi ra khỏi huyện. Mở trói. Ông sĩ. Bái công có lệnh, mở rộng cửa thành, thả cho người đi. 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 Đi mau đi. Lưu Quý, ngươi không giết ta, nếu không giết ta ngươi sẽ hối hận đó. Rồi ngươi sẽ phải hối hận. Các huynh đệ, ta biết rằng trong số các huynh đệ ở đây có người đã cùng Ung Sĩ phản loạn, đúng không? Đừng sợ, đều là đồng hương, Lưu Quý này sẽ không sao đâu. Còn nữa, chúng ta cũng sắp đi rồi, chúng ta phải liên sở kháng tần, không biết khi nào thì mới quay trở về. Có quay về được hay không cũng không biết được. Nhưng mà điều mà ta lo lắng nhất là sự an nguy của ba tánh ở trong huyện bái này. Nữ Trạch, huyện bái giao lại cho đệ đóng kín cửa thành và vui sống bình an, đừng đưa ra ngoài kiếm chuyện nữa. Bái công cứ việc yên tâm, Nữ Trạch sẽ làm hết sức của mình. Các huynh đệ, chúng tôi có làm phiền gì nữa đây? Lưu Quý, thật lòng xin mọi người hãy bỏ qua cho. Bái công đúng thật là một chúa công nhân hậu, không giết công sĩ gọi là đại nhân, còn thả bá tánh ở trong ngành gọi là đại đức. Không ngờ rằng lòng dạ chúa công lại quá rộng lượng để có thể làm được như vậy. Đúng đó, lòng dạ như nước chứa được vạn vật, phẩm hạnh này của bái công sẽ được truyền xa. Tưởng Phong huynh. Bái công. Tưởng Phong huynh à, có một chuyện này luôn khiến cho tôi thấy bất an. Chuyện gì vậy? Tôi đã mượn của Hạng Vũ 5.000 quân, đã trả lại 8.000, trong đó 3.000 là binh lính của huynh. Nhưng mà tôi chưa nói cho huynh biết, huynh không để bụng chứ? Tôi đã nói từ lâu, binh mã của tôi chính là binh mã của chúa công. Nếu đã lên như vậy thì không biết là Tử Phòng huynh có đồng ý để chúng ta cùng cộng sự không vậy? Điều bái công nói, Tử Phòng mong cũng không được. Có điều mối hận Tần Quốc diệt Hàn từ lâu đã tích trong lòng, cho dù bái công đồng ý thu nhận, e rằng Tử Phòng cũng khó ở lại lâu dài. Có đầu có cuối mà. Hay là sau này nếu như bái công có cần thì ngài cứ hạ lệnh một tiếng, Tử Phòng lập tức lên đường, thúc ngựa phi mau, kịp thời tới nơi có được hay không? Trước mắt đành phải như vậy thôi. Tới rồi. Quý ca, phía trước là đại đường, bên này là nhà lao. Bên này cũng là nhà lao, bên trong nhốt không ít người đó.
bên này là hậu đường, còn bên này là thư phòng. Đại đường thì đệ chưa bao giờ bước lên đó, còn đây là nơi quyền lệnh bàn chính sự đó. Ung Sĩ sẽ là phó tướng của ta, tất cả mọi người bắt buộc phải theo lệnh của Ung Sĩ. Để sẽ giết hắn. Ta sẽ giết ngươi. Các ngươi được toại nguyện, mau cầm kiếm lên giết đi. Lưu Quán. Dạ. Ngồi đó coi thử. Tốt lắm. À không, để không nên ngồi. À không nên. Sợ cái gì? Đại ca, đại ca, đại ca, đại ca. Ừ. Để cho đây. Nè, các ngươi thấy ta có giống chúa công hay không? Giống lắm. Giống lắm. Chính là chúa công. Chúa công. Xin nhận đề một lại. Xin nhận của đề một lại. Tại sao ngươi lại phản bội ta? Chẳng qua chỉ tôi muốn được nghe mọi người tôn một tiếng chúa công thôi. Được, cho ngươi toại nguyện, cho ngươi toại nguyện. Chúa công đại nhân tôn kính, xin nhận của Lưu Quý một lại. Ngươi đã hài lòng chưa? Chúa công, đội ngũ chỉnh tề. Nhủ trại về sở. Trận ở quyện bái này đã bảo toàn được lực lượng, cũng may nhờ có vụ tướng quân đã phái binh mã cho chúng tôi. Cho nên tên phản tặc Ung Sĩ không bao lâu đã bị ta bắt. Từ nay về sau, tôi sẽ cố gắng phục vụ hết mình trong đại doanh vụ tướng quân. Bái công đúng là người rất trọng chữ tín, sau này chắc chắn sẽ lập nghiệp thành công. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình. Nghe Hạng Bá nói rằng Tử Phong là một cao nhân uyên bác, học vấn và tri thức phi phạm. Nếu bái công không phiền lòng, ta muốn mời ngài ấy ở lại đây thêm một vài ngày nữa hả? Để được thỉnh giáo một chút. Tại hạ không dám nhận hai tiếng này. Có điều bây giờ bái công đã là thuộc hạ của tướng quân, sau này chắc chắn là sẽ còn có dịp để tại hạ lui tới đây. À, đúng vậy. Tiên sinh khiêm tốn rồi. Xá đệ bá vài ngày nữa sẽ tới hả? Chắc chắn đệ ấy cũng muốn gặp tiên sinh. Đó là niềm vinh hạnh lớn cho tại hạ. Để ta cùng giới thiệu với hai vị. Vị tiền bối này là Phạm Tăng. Phạm lão tiên sinh là một vị tiền bối rất hiền đức và có nhiều kỳ tài. Vinh hạnh. Bái công lần đầu được gặp, ta rất vinh hạnh. Mời. Xin mời. Quỳnh nghe thử mùi này đi hả? Đây có phải là chỗ cho người ở không? Hey, ông Lưu Quý này đúng là nhịn giỏi thiệt. Cằn nhằn cái gì, ráng nhịn một chút đi. Châu Hà, cho dù chúng ta có là tù nhân thì cũng được no cái bụng, có đúng không? Còn từ khi đi theo lão Lưu Quý, chưa có bữa nào được ăn no cũng không nói. Bây giờ còn được lắm, còn phải ở trong chuồng ngựa. Ê, theo một tên kiếp nhược như vậy,
đúng là xui xẻo hết sức. Bớt bớt nói lại đi, vẫn còn sống là may mắn rồi. Vẫn còn sống? Sống thế nào? Ăn phân ngựa hả? Nè, huynh chờ tôi nha, chút nữa về tôi sẽ đem theo chút đồ ăn. Tính làm gì? Đây là sở doanh đó, đừng có gây chuyện rắc rối. Ê, biết rồi mà, biết rồi mà. Hả? Tôi chợp mắt một chút hả? Ngủ đi.